Bệnh nhân gây mê vào là phải lột sạch hết quần áo. Dạ, em là Dương Xuân Thắng. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi ạ. 25, đến từ đâu? Em đến từ Buôn Mê Thuột ạ. Buôn Mê Thuột, bạn làm nghề gì? Dạ, em là bác sĩ ạ. Ủa, bác sĩ nữa hả? Bác sĩ nữa. Hôm nay mình có duyên với bác sĩ vậy ta? Bác sĩ chuyên khoa gì bạn? Dạ, gây mê hơi sức ạ. Rồi. Em tên là Lê Thanh Hương. Em năm nay là 25 tuổi. 25 tuổi. Và em là giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non là mình đi dạy cho người ta hay là trường công hay trường tư hay là như thế nào? Dạ, cái nhà trẻ nhỏ nhỏ này là em mở ạ. Em mở luôn? Dạ. Và em là chủ trường mầm non? Dạ. Em có thương con nít không? Em cưng tụi nó lắm luôn á. Chị, em cưng trẻ con, em có cưng người lớn không? Dạ, cưng lắm luôn á. Cưng luôn hả? Dạ. Trước tiên á là chị thấy là giữa em với bác sĩ bên kia kết hợp nhau rồi rất là thuận lợi, như mình chăm sóc cho các bé luôn đúng không? À. Dạ, nhưng mà ảnh làm công việc gây mê hồi sức. Không biết ảnh gây mê rồi ảnh có hồi sức không? Hên xui. Hên xui à. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Thích rồi. Sao thích cái gì? Em thích nghề giáo viên. Nghề giáo viên hả? Nghề giọng dễ thương quá. Em ơi, em yêu trẻ như vậy, em có thời gian yêu người lớn chưa? Dạ, bây giờ thì chưa. Nhưng mà tùy theo người lớn, nếu mà người lớn đáng yêu hơn trẻ thì mình phải nhín thời gian cho người lớn chứ ạ. Từ xưa giờ chưa có mối tình nào hả? Dạ, chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ. Vậy là được, có được hôn lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn. Trời ơi, 25 tuổi mà chưa được hôn lần nào, sao thiếu sót dữ vậy? Rồi, bác sĩ bên đây nè, có khi nào bạn gây mê cho bệnh nhân mà lúc bệnh nhân mê rồi mình nhìn thấy bệnh nhân đẹp quá không? Câu hỏi này nhạy cảm quá. Nhưng mà bệnh nhân gây mê vào là phải lột sạch hết quần áo. Mà thì làm xong công việc của mình. À, nhưng mà có khi nào có cảm tình với một bệnh nhân nào chưa? Dạ, chưa. Nhưng mà lý do tại sao không có tình cảm với bất cứ cô nào? Thì do đi học thì em tập trung chủ yếu vào việc học, với lại cũng hơi tự ti với bản thân, là cũng tích lũy chưa có được nhiều nên em cũng chưa có muốn tìm người yêu. Bạn làm bác sĩ được bao lâu rồi? Dạ, em chỉ mới ra trường năm nay thôi. Ủa, mới ra trường thôi hả? Dạ. Hiện nay đang làm bệnh viện nào? Dạ, em làm ở bệnh viện Đại học Tây Nguyên ạ. Đại học Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột luôn? Dạ. Lý do nào bạn đến thành phố để tham gia chương trình này? Dạ, em đang ôn thi vào cái lớp 6 đại học ạ. Rồi bạn xem chương trình hay là người nào giới thiệu? Dạ, em xuống Sài Gòn thì do em con một nữa nên là mẹ nhà cũng mở hay mở tivi xem, nên mẹ xem thấy hay hay, mẹ giới thiệu em xem cho đỡ buồn. Em xem em thích em đăng ký. Ủa, bạn nữ bây giờ mình đến chương trình là tìm người yêu hay là mình muốn để là kết hôn luôn? Ý định là em tìm bạn có ý định lâu dài luôn. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Thanh niên nghiêm túc, có lối sống lành mạnh, có lý tưởng. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng cái người đàn ông mà bạn muốn là như thế nào không? Đó là chú Quyền Linh đó. Wow. Cỡ bằng 1/10 như vậy là được rồi. Cảm ơn. Bạn trai mình không thích người bạn nữ mình ở điểm nào vậy bạn? Dạ, em không thích bạn nữ quá ngang bướng, không thèm lắng nghe ý kiến của người khác á, bảo thủ về quan điểm của mình. Để tiêu chí chọn người yêu thế nào? Về tính tình thì nó giống như là nhân vật Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp quá. Em có biết cái nhân vật này à. Nhưng mà theo em biết á, chỉ có người hiền lành như Quách Tĩnh thì mới có thể chấp nhận được Hoàng Dung thôi, chứ cỡ như mà Dương Khang là đâu có chịu nổi đâu. Thấy chưa? Bên này giống Quách Tĩnh không? Cũng hơi giống giống. Hơi giống giống đấy. Bây giờ em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình? Chỉ là đừng đẹp quá. Phải không? Ủa, sao kỳ vậy? Người ta tìm người đẹp, sao em đừng đẹp quá là sao? Tìm người đẹp quá thì em phải bận tâm chứ, cái việc lúc nào em đi kế bên em phải làm sao cho mình phải đẹp cũng bằng hoặc hơn. Ủa vậy là giờ xấu cũng được hả? Mập ốm gì cũng được hết trơn hả? Dạ xấu. Sao em dễ dãi vậy? Xấu coi chú được không? Chú mà xấu, ai mà chịu nổi chứ. Trời. Dễ thương ha. Dạ. Sao con kêu bà chú bằng chú hoài vậy? Tại chú già. Không phải. Rồi, cảm ơn con nhiều, để qua chú nói mình này đẹp trai lắm, đẹp hơn chú nhiều. Trời ơi. Trước khi đi mẹ có dặn gì không? Thì mẹ dặn cố gắng kiếm người yêu cho mẹ vui. Kiếm người yêu cho mẹ vui thôi hả, chứ em không vui hả? Em vui làm cho anh. Mẹ có ra tiêu chuẩn chọn con dâu thế nào không? Một tiêu chuẩn thôi là hông to là được. Hả? Ủa, chọn hông to hả? Dạ. Để làm gì? Mẹ muốn không to gì đẻ. Sao? Không to là sao? Dì đẻ chị. Ờ rồi bên đây không nhỏ rồi, không có to rồi, giờ sao ta? Ai biết. Thôi, vậy đi coi mắt hay là coi không? Không, đó tiêu chuẩn của mẹ em thôi, còn em thì... Tiêu chuẩn em sao?
Về hình dạng thì đừng có quá gầy, có da có thịt, đại khái cỡ như chị nhưng mà đừng trẻ như chị là được, trẻ hơn. Trời ơi, bác sĩ chơi chữ tôi kìa, con đầu tôi tính mừng tôi chưa kịp cười nữa. Rồi gì nữa, không thích gì nữa? Nói chung không to được rồi. Người ta không có to. Đó. To nào mà to. À, hỏi bạn gái bên kia lúc giận dữ mặt bạn có dễ thương không ạ? Giận dữ mà mặt dễ thương hả? Con gái có người lúc họ giận nên nhìn họ rất là dễ thương. Vậy hả? Mình muốn lâm lanh nhưng mà nhìn mặt cáu cỏ mà khó chịu quá là nhiều lúc mình lại không muốn lâm lanh. À. Rồi để chút kia bằng kia. Bây giờ mở màn lên là bên đây là làm cho bạn làm sao cho bên đây người ta giận đi. Rồi mình coi thử coi giận là có dễ thương không nha. Ok. Trời ơi không to. Rồi ta kéo màn lên. Không to hả? 2 phút các bạn sẽ gặp nhau, nhìn nhau và đi đến quyết định. 2 phút bắt đầu. Dạ. Theo tiêu chuẩn như vậy là không vậy được chưa ạ? Ok. Nếu mà anh nhường cho em hỏi trước thì em chỉ hỏi một câu thôi à. Ừ. Đối với anh cái gì là quý giá nhất ạ? Cái mình đang có các bạn. Đây là câu trả lời em cảm thấy hài lòng nhất. Em đã hỏi rất là nhiều người mà chưa ai trả lời được cái câu trả lời này. Nhìn em rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Thích. Em cảm nhận về anh như thế nào? Anh là một mẫu người nhìn khá là phong độ giống như chú Quyền Linh, rất là đẹp trai. Quyền Linh ơi. Cô giáo thì cô giáo mầm non thì rất là kiên nhẫn. Bây giờ thí dụ như giờ em tưởng tượng đây là giờ học sinh mầm non của em đi. Em sẽ dạy cho bé này một bài hát. Bé tập hát thử coi như thế nào. Chúng ta có một phút để dạy bài hát này. Chuẩn bị 2, 3, bắt đầu. Nghe anh hát câu dân ca sao mượt mà lòng em thương quá. Một câu thôi. Bé dạy bé mà dạy khó quá vậy trời. Dạy đi dạy bắt đầu. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, sao mượt mà lòng anh thương quá, lòng anh thương quá. Đó, cái này anh nói nha. Giỏi quá à. Cái chữ thương này là anh nói nha. Trời ơi, nhưng mà cô giáo ơi, cô giáo dạy học trò em bé mà cô giáo dạy bài người lớn nha. Cô giáo phải dạy bài em bé rồi mới được. Thôi, hết giờ rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhấn nút hay không nha. 3 2 1 Trời, bấm lẹ ghê. Bác sĩ bấm lẹ lắm. Vừa chưa tới một là bấm đi liền. Không, cô giáo cũng lẹ lắm. Hai người rất là dễ thương á. Ha, nắm tay nhau đi, được rồi đấy. Nắm tay cô giáo một cái ha. Chúc mừng hai bạn nha. Bác sĩ cảm nhận như thế nào? Thấy rất là ấm. Ấm hả? Dạ. Cô giáo thì thấy sao? Dạ, nó hơi bị lạnh. Sao vậy? Vậy nó mới hòa hợp, âm dương hòa hợp mà. Lạnh lạnh nóng nóng với hai bên mà nóng hết chắc banh nhà quá. Chúc mừng hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ hướng đến một cái tương lai tốt đẹp là hai người sẽ góp gạo thổi cơm chung nhé. Dạ, á, bác sĩ phải kêu tụi bằng chú nha, không kêu bằng anh nữa nha. Dạ, chú Bình Linh ạ. À, hai con cố gắng nha. Dạ. Cứ mời chú nha con. Dạ. Thế thôi, một chàng bác sĩ nhìn mặt rất là ngầu nhưng đôi khi cũng bất động và đôi khi cũng rất là rung trong tình yêu. Mà anh nghĩ yêu bác sĩ sướng không trời? Hả, sướng chứ. Sướng làm sao? Bệnh thì có người chích.